nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khởi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 PVA Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Chuẩn bị lại, lặp lại, bị bắn nửa cây máu, Marine bật chiêu cuối, mang năng lướt vào, rồng dành cho CJ, án tử trúng Marine. Bất dòng 5 rồi, bất dòng 6 rồi. Dính án tử một lần nữa, anh ta lao vào Marine bơi thẳng rồi. Nhưng Ben đang bị tấn công, đã có điểm hạ gục cho sai. Faker là người nằm xuống. Spay với Cocro vẫn bắn kìa. Ben vẫn đang bắn được. Marine lao vào một lần nữa, nhưng Ben không còn nhiều máu. Phải là Faker chết chay anh em ạ. Bị hạ gục với Ambition rồi. Và Wolf đang cố gắng bỏ chạy. Anh ta còn tốc biến hay không? Không còn tốc biến. 4 điểm hạ gục dành cho CJ Enters. Thua phao trách này đếm số. Uầy. Có được con Baron này. Tôi nghĩ là họ có khả năng. Mặt Cocro kiểu như win rồi này. 3-1 rồi, win rồi. Hôm nay win rồi. TPN thôi. Mặt Cocro quả lại là win rồi anh em ạ. Marine dịch chuyển ra phía sau, anh ta chặn lính. Marine đang muốn chặn lính để câu giờ. Anh ta dính án tử lần thứ 3 liên tiếp. Và 5 thành viên của bên phía CJ lao vào tấn công Marine. Marine vẫn còn lại án tử. Anh ta dính án tử lần thứ 4 liên tiếp bởi Madline. Hết giáp thiên thần, chắc chắn là lên bảng điểm số. Cú quét sạch dành cho CJ Enters và chiến thắng dành cho họ. Tôi nghĩ là đã có rồi, Spay bật thẳng chiêu cuối. Pelu rồi, Pelu rồi anh em ơi. Sức chống chịu của Sai và Ambition. Pelu anh em à. Hóa ra ngày đó là Pelu. Pelu phán à. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng. Và ngày hôm nay thì Văn Tùng sẽ lại tiếp tục cùng với các bạn ngồi nhìn lại một trận đấu trong quá khứ. Đó là trận đấu giữa SKT và CJ Enters trong khuôn khổ BO5 tại bán kết của LCK mùa xuân 2015. Một cặp trận cực kỳ căng thẳng với 5 ván đấu, và đây là ván đấu thứ 4, nơi mà Marine đã có một tiếng xử lý cực kỳ khủng khiếp và các bạn đã yêu cầu mình xem lại game đấu này. Thực sự thì bản thân mình là một người chơi đứng trên và mình cũng rất hâm mộ Marine ngày đó, hâm mộ SKT và hâm mộ Faker, hâm mộ Marine. Một người chơi đứng trên để lại ấn tượng rất là sâu sắc đến bây giờ cho nhiều khán giả hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại ở những ngày đầu. Và để xem là cái game đấu, đây là game đấu thứ 4 nha các bạn, lúc mà T1 đang bị dẫn trước với tỷ số là 2-1. Và game đấu sẽ rất dài nên các bạn cứ chuẩn bị sẵn bỏng ngô các thứ đi anh em ạ. Đây là game đấu dài cả tiếng đồng hồ. Và vì vậy chúng ta sẽ cùng đến với một game đấu rất dài hơi để xem Marine đã xử lý khủng khiếp như thế nào, cũng như cái cách mà T1 đã có được game đấu này làm sao anh em nha. Let's go. Đợt này thì VTV đã có bình luận tiếng Việt rồi nên là chúng ta xem thuộc suộc của VTV cho nó quen thuộc ha. Ok, hình ảnh quen thuộc với Hoàng Luân và Minh Hảo. Đấu giữa SKT Team 1 và CJ Enters, tỷ số đang là 2-1. Tức là CJ chỉ cần một ván thắng nữa là vào chung kết gặp GA Tigers. Hoặc là SKT chỉ cần một ván thắng nữa là đẩy cặp BO5 này tới ván đấu thứ 5, ván đấu chọn ẩn. Hai đội đang bắt đầu trải quân ra và với cách giữ vị trí này thậm chí là... Những cái tên rất hoài niệm anh em ạ. Được dưới vào bụi luôn rồi. Thì khả năng cao sẽ không có... Bang, Wolf, Spay, Madline, Cocro, Ambition và Shy. Những người muốn đổi. À, thôi cũng không. Họ có kèo lợi ở đường trên mà thì họ không cần phải đợi, không cần phải đổi. Rồi CV cộng với lại Fresh thì thật ra nói là CV thua Lucian cũng chỉ thua không nhiều. Bây giờ họ muốn di chuyển qua rừng của đối phương để tấn công. Và đang đi với cả 4 người như vậy vào, phá được luôn con mắt đó. Nó được dành cho vị trí của Zeke trong tay Cocro. Và đang đi vào chỉ được cắm được con mắt ở bụi cỏ thôi. Đây là game rất dài hơi nha các bạn. Cũng đã tập trung lại cả 5 người khu vực. Rất căng thẳng luôn. Tức là con mắt này sẽ khiến cho Marine sẽ không thể khởi đầu ở vị trí bãi chim biến dị đó được. Mà anh ta phải chuyển hướng. Anh ta vẫn có thể khởi đầu với lợi thế ở rừng được. Bởi vì chỉ cần Faker đơn giản giúp cho ta một quyền, một thứ ánh sáng. Thì Marine có thể tự lo phần còn lại, về nhà mua thêm đồ dịch chuyển. Đây là khởi đầu rừng rất dị thời mùa năm anh em nhé. Nó rất khác so với bây giờ đó. Những bình máu để có thể chống được khả năng quấy rối khoảng thời gian đầu đến từ vị trí của Sai. Và điều đó đang xảy ra. Marine khởi đầu vị trí bãi sói với sự hỗ trợ của Faker. Trong khi đó thì Bengi ở hai con người đá hỗ trợ rất nhiều đến từ ban quản lý. Pha chạm mặt với Marine và bây giờ Ambition vẫn còn bùa rất tự tin chặn đường, nhưng tiếc là Sai không có pha di chuyển ra kịp. Trong tình huống đó thì Sai đang ở gần khu vực trụ nên anh ta di chuyển ra thì vị trí của Marine đã lùi về thành công rồi. Ba người sẽ phán tốt quá ha, không thực ra do Spay ấy anh em ạ. Xong ra phá luôn thôi. Madline thì... Vừa hết. Madline thì xui. Ta cũng canh rồi, không đủ thời gian. Sự nghiệp của Madline thì bắt cặp toàn với xạ thủ. Thì ở đường giữa, chỉ số đến chênh lệch không đáng kể lắm. Nhưng về mặt trang bị thì Cocro lên cho mình thêm một cái nhẫn Doran nữa. Trong khi Faker
anh ta bị ép về nhà lần đầu tiên, anh ta không lên nhận rank, anh ta đã có thể lên nhận rank nhưng ta quyết định không lên để lên nhanh cho mình cái cốc hài hòa. Và với việc nếu có cốc hài hòa sớm thì bây giờ cái lượng sức mạnh ở khoảng giữa trận đấu đó trang bị Faker sẽ có sớm hơn, và cái việc xử lý được lính, xử lý những con lính đó của cô đang làm tương đối là không tốt, vì anh ta đang bị thu về chỉ số lính so với đồ kìa game kìa. Nhớ đường giữa đó khả năng kéo bay ghi về mua mắt kiểm soát, anh nhập mua đá tỏa sáng kìa. Bay với Madline đang gặp nguy hiểm, họ bị làm choáng, Madline bị làm choáng, không còn tốc biến nữa, ta đang cố gắng đẩy đối phương ra, ba người cùng lao vào, Madline chắc chắn sẽ phải nằm. Bay ghi với điểm hạ gục đỏ, chiến công đầu dành cho bay ghi một lần nữa. Anh ta xuống vào đường giữa không cần búa xanh anh em ạ, chấp nhận mất búa xanh kiểu mắt lệnh phía trên tết được cả. Bây giờ thì Ambition cộng với Coco mới xuống chỉ để giúp vị trí của Spy phòng ngự mà thôi, nhưng đối phương sẽ lùi về đơn giản, không còn quá nhiều thứ để làm khu vực giữa nữa. Với 60 lính với một điểm hỗ trợ, bạn đã cho mình đã thành kiếm BF rồi, lùi về đủ rồi, đường dưới sẽ đẩy vào trụ. Suộc ngày xưa là suộc 720 nó hơi mờ tí anh em thông cảm nhé. Việc di chuyển của ta ra sẽ tốt hơn. 2015 chỉ có 720 thôi anh em ạ. Này đang gặp nguy hiểm, không phải mình có biến. Tốc biến E trúng của Madline, án tử vẫn chưa tung ra, lửa góc đã siêu bom địa ngục. Ambition cũng tới, quốc cũng làm chẳng tốt nhé. Trời Madline kìa. Madline xử lý kìa. Bằng một điều cho CJ. Và Madline nói rằng tôi cũng đang có phong độ trở lại, và anh ta chứng minh điều đó rất ác rõ ràng sự. Vừa nằm xuống trả thù ngay. Chúng ta đi vòng ra khu vực đường giữa cùng với lại vị trí của Ambition muốn Lulu có quỷ Athena kìa. Với việc mà Annie không còn cho mình tốc biến được nữa. Đây là chiều cuối Rek'Sai anh em nhé. Tốc hành hư không. Điểm hạ gục được nhường cho Coco. Và đó là điều vô cùng quan trọng khi siết cái khu vực đường giữa đang trở nên rất xanh như vậy, và khả năng phòng ngự của CJ Tết được tăng lên rất cao. Và chưa kể là cái thời điểm mà Coco có bùa xanh thì Faker không có về cái bùa xanh của bên phía SKT. Đầu tiên là ăn đã trễ rồi mà còn không ăn được nữa thì họ sẽ mất kiểm soát bùa xanh trong khoảng chừng vẫn còn 2 phút sắp tới nữa thì họ vẫn chưa kiểm soát con bùa xanh đó dành cho Faker. Thì là một cơ hội rất lớn để Coco liên tục gây sức ép ở khu vực đường giữa. SKT kiểm soát hoàn toàn con mắt, và Bengi đang ăn rồng một mình với sự hỗ trợ. Quét mắt cắm mắt đâu vào đấy hết anh em ạ. Cái sông dưới nó sáng trưng rồi. Thành Na khổng lồ xong, tức là họ biết được rằng sự an toàn là rất cao trong tình huống ăn rồng này. Đầy đủ thông tin, họ tổ chức ăn rồng. Bang đang di chuyển ra, Ambition cũng vào cấp 7, Bengi cũng cấp 7, pha đấu trừng phạt này. Dịch chuyển chắc chắn xuất hiện, đó là Marin dịch chuyển trước. Ambition phải ăn con rồng và thoát để anh ta lao vào. Anh ta không cướp được rồng, bị làm choáng, đồng đèn quăng ra. Anh ta vẫn cố gắng lao vào, Bengi có khổng lồ hóa. Và Ambition đã phải nằm xuống, Wolf có thể sẽ phải nằm xuống. Nhưng vẫn trao đổi con lời, Marin đu vào người của Sai. Madline đang tiến tới, án tử chưa hồi lại. Và đó là một đội một, nhưng chắc chắn là SKT lời hơn rất nhiều. Bang chuẩn bị đợi hồi e, lướt lên trên an toàn. Và bây giờ thì SKT mặc dù vẫn ngang về chỉ số điểm hạ gục, nhưng họ có được bùa lợi rồng 1. Rek'Sai lại siêu cuối xuống dưới kìa. Bengi không có farm dừng trên anh em à. Hơi tự tin khi tiến lên rất cao, nhưng Wolf đã tới. Và nghe tức Spay và Madline phải lui về. Có mặt cả Wolf, có mặt luôn thêm cả Bengi. Mặc dù có mắt, nhưng cắm mắt tiêm xuống phá luôn mắt đối phương. Bengi chỉ có R xuống dưới, farm cánh dưới thôi anh em ạ. Bùa xanh này chỉ là Bengi đi vòng. Hai bãi trên cứ để đấy thôi. Và Ambition đứng đợi sẵn, uống rượu sẵn, lao vào tấn công vào Wolf hết máu rồi, nhưng đáng tử Madline kéo rất tốt và Wolf kịp thả gấu ra, có khổng lồ đám hạ, và Madline hết máu dính thiêu đốt, anh ta sẽ phải nằm xuống điểm hạ gục dành cho không có đam anh em ạ. Tốc biến bỏ chạy, Bang hết năng lượng, Faker quy không trúng, nhưng Bang ghi bắn trúng và Bang có tăng tốc từ Faker dứt điểm được vị trí của Spay. Lulu ngày xưa của T1 anh em ơi. Cười vội bởi vì trận đấu vẫn còn tranh chấp, vẫn còn bùa xanh, vẫn còn đỏ, SKT đang kiểm soát nó. Cướp con này nhưng vị trí Emerson vẫn còn đó trừng phạt. Lululucin của SKT 2015 anh em ạ. Trừng phạt đến từ anh ta. Cả hai cấp độ 8. Lượng sát thương của Bengi hoàn toàn không thua so với Emerson bao nhiêu cả. Mặc dù thua siêu bom. Nó ủa có không? Có. Nó đi đâu rồi? Nó còn dưới hết lính. Để giải tỏa lính và do đó bùa xanh dành cho Faker. Và thêm một điểm hạ gục của dành cho Bang. Lucin hit kiếm. Và với sự hỗ trợ đến từ Faker, tốc biến lên dứt điểm vị trí Spay. Và đó là tình huống mà khi bên phía CJ Tết họ dồn tất cả vào Wolf, nhưng khổng lồ hóa kịp thời có, họ không còn sát thương được nữa vì Spay di chuyển ra đã bị trí ban chặn rồi. Coco di chuyển ra nhưng chiếc cuối đất của anh ta vẫn chưa hồi lại, và lượng của anh ta thì không nhiều lắm. Và những chiêu thức quan trọng đến từ CJ Tết đã dồn vào Wolf và không thể nào hạ gục được. Và lúc đó chính là thời điểm mà họ mất đi cả hai người. Cái máu có khu vực trên này thì nãy giờ có sự hỗ trợ đến từ Ambition nhẹ khỏe đoạn, nhưng vẫn cứ là kèo ở đầu mà Na nhỉnh hơn ngoài vài so với lại vị trí của Maokai. Sai đang làm rất tốt, cứ liên tục để lùi. Sai đánh ác từ Marine rất quan trọng. Con rồng sắp sửa hồi lại, và khi không có cho mình tốc biến, đây là khoảng thời điểm mà
CJ Entus họ có lợi thế vì họ biết rằng đối phương không có khả năng tiếp cận lúc này. Nalin người này kháng phép là Maokai chịu à? Vệ quân kìa. Cứ giày giày nhanh nhẹn cộng vệ quân luôn anh em à. Nhưng phải chú ý đó là không luôn. Đúng vậy. Nó có nhiều dạng nâng cấp giày ngày xưa lắm. Và đây là giày vệ quân nha anh em nhé. Giày thì ngân vệ quân. Ra đường rất nhanh. Đặc trưng của Marine. Chúng ta xem có hai con mắt. Một con mắt ở cái bụi cỏ gần đường giữa, một con mắt ở lên rất nhanh và đón kịp quê lính đấy. Hạn chế khả năng bị thu đường. Có một số cái lựa chọn dành cho Marine trong những tình huống dịch chuyển như vậy. Và bèn lướt lên bắn, bắn rất khỏe, Spay mất nửa cây máu, trả sát thương cũng rất tốt, Thanh Trừng tung ra về tới trụ rồi. Và có cú dịch chuyển Amazon tới, Bang đã thoát đi được, có cú làm chắn rất tốt của Quốc. Nhưng Medlai lao tới và Bang đang bị đe dọa, Bang đã phải nằm xuống. Medlai về phía sau, Bang đi tốc biến bỏ chạy, sai chuẩn bị thành dạng nào khổng lồ. Nhưng con cầu rất tốt của Quốc, Bang đi liệu có thoát được không? Faker quá xa, nhưng cái hòn đá hụt của Spay, Boomerang chưa đủ sát thương. Cú tốc biến lên và nhảy tới và Bang đi đã phải nằm xuống. Quốc buộc phải tốc biến, họ có băng trụ hay không? Họ quyết định không băng trụ. Họ bỏ rất nhiều nhưng họ cũng lấy lại rất nhiều. Bengi nằm xuống, Ben nằm xuống trong một tình huống lao lên quá mạo hiểm. Và bây giờ là con rồng đầu tiên dành cho CJ. Nhưng bên phía ST họ đang muốn để cái trụ thứ nhất khu vực đường giữa này, bởi vì có mặt luôn cả vị trí Marine. Nhưng lính không còn nữa, Coco vẫn còn ở đó và bốn người còn lại. Càng thật sự anh em ạ. Có mặt khu vực đường dưới, ba thành viên còn lại chỉ mặt ăn cho mình đó. Con rồng Wolf có mặt ở phía kia chỉ để làm tăng độ nguy hiểm cho chúng ta mà thôi. Vào tình huống bắt đầu xuất phát từ bang, anh ta cứ ngỡ rằng mình có phía kiếm, mình là đối thủ của đối phương, tạo lợi thế ở cái mình, nhưng chính anh ta là người khiến cho CJ có một lợi thế rất lớn. CJ ta biết rằng bang vẫn chưa kịp hồi cho mình cái tốc biến trong tình huống vừa rồi. Ngay khi ta lướt lên, dịch chuyển đến từ vị trí sai, tiếp cận là trận thành công, tốc biến là lửa xoáy từ vị trí sai, mình tới chung cuối, sát thương đến từ cái CJ tức là rất nhiều cái này. Bengi mặc dù rất cố gắng thoát về nhưng không thể không có một vết xước nào với con Fred này luôn. Bengi mất đi được khả năng cướp đi con rồng. Con rồng thứ hai nó thuộc về bên phía Shudai. Và vấn đề quan trọng là Spay trong tình huống vừa rồi đã có cho mình một khoảng trống rất lớn. Chỉ dính của ta đã thua nhưng vô cực kiếm đã có đến tận ta rồi. Dích lại quang siêu bóng dưới ăn lính rồi kìa. Chính Sijentus mới là người có lợi thế hơn. Nhưng vẫn bất trụ. Chưa thể nào nói ngay như vậy được, bởi vì trong cái tình huống vừa rồi họ bỏ tới một bốn cái tốc biến của CJ mất trong một khoảng thời gian sắp tới ít nhất cũng phải hơn 2 phút nữa, thì đó là một khoảng thời gian mà họ không thể nào chơi chủ động được, bởi vì họ sẽ lỗ hơn đối phương đã có 2 tốc biến, họ chỉ có 1 thôi. Đó là một cái lợi thế rất rõ ràng dành cho SKT. Thì đây là một trận đấu mà thực ra tôi nghĩ rằng Medline Mau ca tim băng nhưng mà chưa có triệu chứng sinh anh em mà lợi thế dành cho CJ. Những cú án tử mà những cú tốc biến lửa xoáy của ta là vô cùng thành công. Đấm luôn ạ. Không cướp được, đối phương có trừng phạt sao bạn cướp được, nhưng mà Marine vẫn bơi vào. Còn hơn nữa cây máu, Amison đã tung ra chiêu cuối và Bengi tới. Amison đang bị tấn công, lồng đèn quăng ra, bấm vào lồng đèn là về an toàn hơn. Và đó là Marine phải nằm xuống. Bengi không còn đường về nữa. 2 điểm hạ gục, double kill dành cho Coco. Một tình huống quăng rất khó hiểu của bên VSKT. Và đặc biệt đó là Marine khi anh ta lại cướp con bùa lỡ trên tay người đi rừng của đối phương. Và sai lầm của anh ta khiến cho cả Bengi cũng phải nằm xuống chung với anh ta. Và với 2 điểm hạ gục này, cái nón sẽ có rất gần tay Coco. Và khi mà SKT họ vừa có pha tranh thất bại xong, Marine cộng với là Bengi không có tốc biến lại đi vào đường đối phương muốn cướp. Ở đường trên đó sai tiếp cận kịp. Và thứ nhất là cú án tử của Malai trong tình huống đó là trúng vào Marine. Chiêu cuối để dứt điểm Coco mà thôi. Với 2 điểm hạ gục này, có luôn cả bùa xanh thì không có bất cứ cách nào SKT tấn công cái trụ thứ nhất khu vực đường giữa được cả. Zig này khỏe anh em ạ. Zig này siêu khỏe luôn. Bay tấn công lính, có cho mình được cơ hội. Nói ra thì Ambition di chuyển khu vực trên để hỗ trợ cho Sai ăn cho mình cái trụ thứ nhất khu vực trên. Nhưng cái điều như nó luôn nói là Coco dùng cho mình những chiếc cú vào khu vực hang rồng chỉ để muốn tranh chấp con rồng với đối phương. Đó là thời điểm mà cái lượng sát thương rất lớn từ tới CJ tới. Nó không may những pha tranh mà nó không kéo được quá nhiều máu đối phương thì họ bắt xem những trận như thế này mà không chuẩn bị cái gì đó đặc biệt thì dễ ngủ lắm anh em ạ. Nhưng bên phía kia có thể tạo được sự đột biến nhiều hơn với những cú lạch choáng từ vị trí thành quốc, với những cú băng vào từ Marine và lượng sát thương của bang cung xanh đã có từ người ta rồi. Còn Spay thì vẫn phải đợi một thời gian nữa. Thua trận này là bị loại đấy anh em ạ. Đây Marine vào của Marine án tử trúng vào quốc, nhưng SKT mạnh hơn gấu rất tốt. Medline bắt và trụ dành cho SKT siêu bom địa. Ui đau. Tác dụng trụ đã mất rồi. Ambition lao lên, Sai chuẩn bị hóa thành dạng na khổng lồ. Anh ta đang giữ được Marine lại, Marine không ngược trở lại. Anh ta bay vào đường, anh ta vẫn bị đẩy lại bởi Sai. Khổng lồ hóa được dùng.
Spay đang cố gắng gây sát thương. Bengi hết máu. Bengi đã phải nằm xuống điểm hạ gục dành cho Coco. Spay vẫn đang lao lên, cú ném bom lên. Bạn quay ngược trở lại dứt điểm Madline và hoặc bay ngược trở lại của Marine. Spay bị bắt rồi và Spay đã lên bảng điểm số. SKT tràn lên những Bang. Bang chẳng còn gì cả. À còn cú lướt, còn Faker. Faker hạ gục vị trí của Coco. 1 2 3 điểm hạ gục. Hồi bã thương. SKT. Và đó là một pha giao tranh quá khủng khiếp của SKT Team One. Sức mạnh đến từ Marine của Bengi để khiến cho vị trí của Bang có thể gây được sát thương rất lớn. Và mặc dù anh ta không tạo được đột biến và những cú chí mạng từ vua kiếm, nhưng vấn đề là với huyết kiếm đó anh ta bị gây được sát thương lớn, cũng như một con lính mà hồi lượng máu và trả ngược sát thương lại hai thành công Madline. Và khi Madline nằm xuống rồi, Spay quá nguy hiểm lao lên, Marine lập tức quay lại ra tình huống mà siêu bom thốn nhờ. Nhưng Marine trâu vãi, con Mao Ca này chống chịu ảo ấy, thôi tử phát là chết chắc rồi chứ. Marine đây, bay như chim luôn, anh ta dùng W vào người. Flash ra khổng lồ hóa kìa. Trời ơi, hình ảnh ngày xưa nó mờ vậy. Sát thương ở trong khoảng thời gian đầu giao tranh, nhưng đây là một tình huống mà anh ta bước lên cao. Ngày xưa xem mờ vậy kìa. Đầu tiên là Bang hạ gục Madline. Và đây Marine. Marine lại bật chiêu cuối vào kìa. Châu vãi nồi. Không biết rằng Marine vẫn còn đó có tốc biến. Và khi mà anh ta nằm xuống, hai người nằm xuống rồi, Coco không có tốc biến thành tẩy như thông tin đã có. Đó là thời điểm mà Bang trả người sát thương lại tốc biến lên, cộng với sự tốc biến của Faker thì 3 điểm hạ gục cộng với cái trụ thứ hai khu vực đường giữa dành trên phía SKT. Hơn tiền rồi. Hơn tiền thì không end được anh em ạ. Bên kia có Zeke với cả có CV end không nổi đâu. Bởi vì Bang đang di chuyển lên khu vực. Chỉ có giết người xong end thì được. Bang đang rất tự tin với khả năng giữ vị trí của mình, anh ta không lên trang bị phòng ngự mà anh ta lên tiếp cho mình thanh kiếm BF để hướng tới vô cực kiếm. Đất lính khu vực đường dưới rất lớn để vào sai. Một chút nó có mục tiêu thì Faker lại về lại thôi. Về lại cùng với Bang thôi anh em. Ngày xưa người ta đã đánh theo cái mục tiêu lớn rồi. FCK là vậy. Ba mấy phút có mười mấy mạng. Này là nhiều nữa. Rất lớn đứng từ phía Faker. Những cú thương ánh sáng, những lớp giáp mà anh ta tạo ra, không có ai thể tiếp cận được vị trí của Bang được cả. Bây giờ thì rồi như nó nói, khi Bang Randall đã có ở vị trí của Bang ghi. Nhưng mà Faker đang cầm ngàn sáu. Vấn đề là lên tiếp cái gì đây? Lấy được trụ đến từ bên phía của CJ. Faker đang ở khu vực đường trên, Sai đang lao lên tấn công nhưng ném boomerang hụt. Faker tăng tốc chạy về, Sai chuẩn bị của Na khổng lồ. Cái này hơi khó, toàn bộ đội hình của CJ đang lao thẳng lên khu vực đường trên. Bang ghi phía sau, Warp phía sau, dịch chuyển đến từ Marine. Ambition lao vào Faker. Ui, combo kìa. Bốn người cùng đánh, anh ta đã sử dụng khổng lồ. Marine đã tới và SKT chuẩn bị phản công nhưng Faker đã quá hết máu, né được cú siêu bom địa ngục đó, quay lại phản công. Marine còn nửa cây máu, vẫn đang cố gắng chống chịu. Sát thương của SKT vẫn chưa đủ, Bang vẫn chưa thấy bắn được. Bây giờ là tình huống Bang đã tới rồi, sát thương đã tới. Và sát thương này quá khủng, bắn thoải mái, lướt thoải mái. Và hai điểm hạ gục, Bang lướt đi tiếp. Và Sai chỉ có thể chạy mà thôi. Ambition thì chạy đi đâu được đây. Lên bảng điểm số, 3 điểm hạ gục, 4 điểm hạ gục. Double kill dành cho Bang. Và SKT có thể ăn con Baron này rồi. Đó là chỉ một mình giết của Coco mà thôi. Và anh ta không còn... Phản công nhanh thật sự anh em ạ. Bén vãi. Faker vừa bị thông tin bắt một phát thôi là nguyên team lên luôn. Có Bang là trễ nhất rồi. Ngược lại được. Nhưng vẫn còn đó, khổng lồ hóa vẫn còn đó, tốc biến để thoát đi khỏi chương cuối từ Coco. Và không đủ sát thương nữa, Spay không thể cần được việc cú lành choán rất tốt của Wolf giữ chân lại cả bốn thành viên đó. Lượng sát thương trả ngược lại khiến cho Spay trong khoảng thời gian đó anh ta nao núng và khi đó Bang đi vòng về phía sau. Đây là tình huống mà Sixtus họ dùng hết tất cả Faker như đó. Đây cuối khổng lồ hóa ở phía sau cũng làm cái rất tốt của Wolf. Lượng Spay không hóa không bắn được anh em à. Và đây là tình huống mà Bang xử lý rất tốt, anh ta không lên không vượt được trên. À mà cài trâu à. Bang ghi với Marine giết Spay anh em à. Thanh trừng không thiếu một cái nào cả. Và lượng sát thương ta gây ra với lượng sát thương vô cùng lớn như vậy, Faker vẫn còn ở đó, bắn rất nhiệt trong tình huống này, bốn đứa hạ gục. Hey, vừa nói xong cảnh hai diễn lại và lần này nó khác. Khen này thì khen. Anh chiếu lại quá dài, Faker diễn lại cảnh nó một lần nữa nhưng lần này không ai tới cứu cả. Anh ta lên bảng điểm số. SKT muốn đẩy mạnh lợi thế của mình bằng việc di chuyển vào con bùa xanh của đối phương để khiến cho Coco không có bùa xanh và chỉ có một mình Faker mà thôi. Và anh ta trả cái giá rất đắt ở đây, dịch chuyển không còn từ Marine nữa. Nếu anh ta khu vực đường trên, CJ Entus có thể ở khu vực đường giữa vì hãy nhớ rằng Bang không còn cho mình. Lính có Baron còn Zeke nó clear nhanh lắm. Zeke với CV anh em à, Bang án tử à. Và một người sai lầm chưa đủ, hai người sai lầm, bây giờ chỉ còn ba người mà thôi. Faker còn 7 giây nữa mới ra.
có bù lại Baron. Ui, sát thương người Wolf kìa. Wolf ăn vài cái này bật sung sướng luôn. Đây là một trận đấu rất mở vì chúng ta đã thấy rằng SKT có lợi thế liên tục nhưng sẵn sàng quăng rất nhiệt tình. 500 AP. Cướp con bùa xanh của Coco và Faker đã phải trả giá. Nhưng họ nên bỏ đi cái trụ thứ hai của bùa đường giữa đi. Bạn ghi ủi ra. Vì Marine không chưa có mặt khu đó và khi anh ta về tới dùng cho mình đó là với gì bùa di chuyển ra thì Ben đi đã nằm xuống rồi về đây. Bùa là Baron cũng đã sắp sửa hết trong tình huống mà đứng đợi cho con mắt của đối phương như vậy. Ui Mad Lai. Mad Lai có quả kiểu Mad Lai có quả án tử nó không thể nào là dài hơn được nữa anh em mà mắc cơ mà nó tầm luôn. Có cái trang bị gọi là mặt nạ sơn thạch anh em ơi. Mad Lai có cái mặt nạ sơn thạch búp được một lớp giáp cho đồng đội. Chúng ta đầu tiên là Ben. Rồi Ben ghi với Marine với pha cướp bùa đỏ. Bang có vô cực khăn giải thuật rồi kìa. Thì chỉ còn Wolf nữa mà thôi, nhưng mà đây không còn là điểm để cho phép bạn phạm sai lầm nữa. Đây một trận đấu vẫn còn đang rất căng thẳng. Mad Lai đang tiến lên và có tình huống kéo e trước. Marine bay và ngoài án tử à. Dính án tử khổng lồ hóa được dùng. Ben đang có đam không vậy? Marine trâu vãi. W vào trước, Marine đang phải lui ra, đang quay ngược ra. Ui né né tỉnh đấy. Án tử rồi, là Ben lao lên bắn, bắn được một người rồi. Marine là người có điểm hạ gục nhưng ngay lập tức phải lui ra. Marine vẫn sống kìa. Một điểm hạ gục. Lưu má sao ngày xưa có con tướng nó lỗi thế được. Nhìn nó một điểm hạ gục nhưng đường dưới dính. Ơi lính hai cánh kìa, lính hai cánh kìa. Đã vừa hot đến tận với SKT. Đủ bao can đến siêu trâu luôn anh em ạ. Vì khả năng phòng ngự. Ngày xưa cái R nó che được 20% sát thương. Nhiều sát thương nhưng chỉ như đó mà thôi. Hứng càng nhiều đam thì nó nổ càng đau anh em ạ. Người đó là Faker. Và trong tình huống vừa rồi, CJ Tết là người muốn tấn công nhưng mục tiêu mà họ chọn đó là ba ngày xưa của mình có rất khỏe để thể lùi bụng mịn quá hả? Về sau thì giảm cân được. Tới hơi chậm nhưng lượng sát thương của ta là có đủ để lùi hoàn toàn Coco đứng xoay. Mắt lại nó nghĩ là xóa xử lý vừa rồi nó không thực sự quan trọng vì ta muốn là giáp thiên thần rồi. Giáp thiên thần ngày xưa nó có giáp và kháng phép thôi anh em ạ. Bên phía SKT không ăn được cho mình bùa lại Baron lẫn bùa lại rồng tiếp theo. Nhưng bây giờ khi mà chiêu cứu Rashad đã có dịch chuyển của Marine vẫn còn sao có dịch chuyển nhưng với việc lợi thế phàm 400 CS rồi anh em ạ. SKT đang dễ dàng kiểm soát mục tiêu đặc biệt. Ui Coco tốc biến qua tường và Ben rất tự tin trong những pha xử lý của mình. Anh ta liên tục lấy tốc biến của đối phương. Bây giờ Coco phải về thẳng nhà giày vệ quân không Faker full đồ rồi kìa. Cơ hội để SKT ép đã có kiếm tay gương rồi nhưng mắt ở trong hang Baron vẫn còn, nó không còn nữa. Ben đã dứt điểm đó rồi. Nhưng họ không phá được Ambition. Mắt phía sau. Ambition tiến vào, Bengi không hất tung được lông đen quăng ra, Ambition thoát về được. Và lính ở đường dưới thì đang đẩy lên ngược lại trên phía Gen Tết và họ chỉ quan tâm ở đường giữa. Dịch chuyển. Chuyển phía sau. Sai đang canh cái bỏ luôn rồi. Một cú dịch chuyển không có tác dụng của Sai. Natini. Coco vẫn còn đứng ở khu vực. Em sẽ ngắt được dịch chuyển anh em ạ. Bây giờ thì không nhá. Dịch chuyển được cả. Bây giờ thì SKT mới chính là người phòng ngự vì đường dưới lính đang đẩy lên rất cao. Faker với tốc độ di chuyển cao là người được cử xuống khu vực đường dưới. Vì ở đường giữa, như nãy giờ nói, bạn làm rất tốt khả năng phòng ngự của mình. Nhưng Faker lên Luden luôn kìa. CJ Tết đẩy mạnh lên khu vực đường giữa để di chuyển ra khu vực Hammeron để kiểm soát Hammeron. Bây giờ là lợi thế một cái dịch chuyển. Cái tốc biến của Coco cũng không có, đó là điều vô cùng quan trọng. CJ quyết định chơi tất tay luôn, lao vào Baron bởi vì họ chẳng còn gì để mất nữa. Marine đang về nhà, có mắt ở trong hang Baron, Marine sẽ đáp vào ngay con mắt đó. Anh ta chuẩn bị đáp xuống, Bengi đang lao vào, Marine đã đáp xuống, Baron đang đánh vào vị trí Marine. SKT đang lui ra bởi vì thế không còn nữa. CJ quay trở lại Baron, Baron không còn nhiều máu. Marine ôm. Sai đang ở dạng na khổng lồ nhưng nó có giới hạn, anh ta vẫn chưa tìm được gốc. Anh ta có chiêu cuối rồi nhưng không sử dụng thành công. Án tử trúng vào Wolf, Ben vẫn còn đang... Ui, siêu bom kìa. Hạ gục được Wolf. Có rất nhiều sát thương đến từ CJ. Không nổi rồi. Ben cũng không còn đủ máu, Marine mất cho mình giáp thiên thần. Anh ta sống dậy một cái cũng sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Hai điểm hạ gục dành cho dòng. Và họ sẽ có con Baron này. SKT đành phải gỡ gạc bằng con rồng 5. Đó là tình huống mà khi mà bên phía của SKT muốn lùi ra thì thế rằng Sai có cho mình nó dạng na khổng lồ. Nhưng vấn đề CJ Tết họ không muốn đợi. Họ tiếp tục tấn công đối phương và việc mà những cú chiêu cuối tốt đến từ Ambition đẩy lùi hoàn toàn và đặc biệt là cú S tử trúng vào vị trí của Wolf. Và chiêu cuối rất quan trọng của Coco trong những góc hẹp như vậy dứt điểm thành công được Wolf. Siêu bom dích đầu vãi nhiều lắm. Và đặc biệt anh ta không có cho mình ra tốc biến. CJ Tết dụ một cách tấn công Baron ở phương bắt buộc phải lùi vào. Faker không tấn công được vì mục tiêu của ta chỉ có thể là Sai mà thôi. Cộng với Ambition và án tử cộng với chiêu cuối Ambition đẩy lùi ra tại phần phía sau ra. Chiêu cuối của cô dứt điểm thành công Wolf. Góc này tôi đang không đổi ra, không thể nào làm gì được quá nhiều vì cái thế khép góc đến từ CJ Tết đó tốt. Những cái bãi mìn từ Coco
Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Coco tung ra chiêu cuối trong một tình huống giao tranh. Nếu như tôi nhớ không lầm thì chính từ nãy đến giờ tất cả các pha giao tranh Atom 1 là dùng chiêu cuối để quăng vào rồng. CV này kháng phép rồi ạ. Không thành công. Đấy là lần đầu tiên có chiêu cuối trong giao tranh và nó đem lại hiệu quả rất lớn. Lulu có bùa thăng hoa rồi kìa. Bùa lợi Baron này. Lucian cũng full đồ rồi. Là giúp cho họ phòng ngự được, bởi vì bùa lợi Baron so với rồng 5 thì họ cũng không phải thật sự là lợi hơn bao nhiêu cả, họ vẫn phải cố gắng phòng ngự thôi. Nhưng bây giờ họ tiếp tục tấn công ở khu vực bùa xanh này thì muốn nhường cho vị trí của cô có bùa xanh để thể tận dụng tối đa khả năng phòng ngự của anh ta. Bèn chạy. Đó là Lulu, sức mạnh phép thuật đường giữa, tức là sức mạnh phép thuật càng nhiều thì tốc độ từ cái chiêu giúp nào biết nó càng nhiều. Và tốc độ của Bèn chắc cũng phải 600. Cái lượng sát thương cộng với Coco Spam mà dùng là một người nó tiền hơn tầm mấy nghìn, bây giờ nó không ăn thua anh em ạ. Rất cao lên. Phun đồ hết rồi. Với cái gì vậy quần cộng với là giúp nào biết đó. Anh ta đi về nhà, ra khu vực đường giữa là trong tích tắc chỉ khoảng 4 5 giây mà thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như CJ ăn rồng, SKT đẩy thẳng vào đường giữa hoặc là ra Baron thì bên phía CJ cũng không thể nào làm được gì đó. Bây giờ thậm chí đối phương còn chưa vào rồng, rồng chưa ra thì SKT đã lao lên rồi. Nhưng mà phải cẩn thận bởi vì lúc này Sai chuẩn bị thành Na khổng lồ. Sắp rồi, Bang đang đứng rất tự tin để giữ lính thành Na khổng lồ rồi nhưng không thể nào vào được bởi vì đội hình của SKT đang trải ra. Họ đang dàn trải đội hình ra để tránh những tình huống dính chiêu cuối đến từ vị trí của Sai và họ đang chờ đợi Sai hết Na khổng lồ. Và CJ top thì đang muốn giữ tấn công rồng này. Đứng ở khu vực này không còn Na khổng lồ nữa và bùa xanh nữa. Bùa xanh càng và Marine. Ngay từ cái thời mùa năm Marine đã biết đánh mấy góc này rồi anh em ạ. Mấy góc này là mấy góc mà Kennen các thứ phải đánh như thế á. Rất cao dính án. Tấn công Vendi đã phải tốc biến mất rất nhiều máu, ta không trâu đến như vậy. Rồng thì vẫn còn đó, Sai đang đẩy Marine ra. Sai bị mất máu, Quang tung cú thanh trừng ra, đó là vào vị trí của Spay. Cũng bị mất khoảng chừng nửa cây máu. Sai lại sắp có Na khổng lồ một lần nữa. Chuẩn bị lại, lặp lại. Bị bắn, nửa cây máu, Marine bật chiêu cuối. Bang đang lướt vào, rồng dành cho CJ. Án tử trúng Marine. Mất dòng 5 rồi. Mất dòng 6 rồi. Dính án tử một lần nữa. Anh ta lao vào. Marine bơi thẳng rồi. Tốt của Quân, nhưng Bang đang bị tấn công. Đã có điểm hạ gục cho Sai. Faker là người nằm xuống. Spay với Coco vẫn bắn kìa. Bang vẫn đang bắn được. Marine lao vào một lần nữa, nhưng Bang không còn nhiều máu. Phải là Faker chết chay anh em ạ. Bị hạ gục với Ambition rồi. Và Quân đang cố gắng bỏ chạy. Anh ta còn tốc biến hay không? Không còn tốc biến. 4 điểm hạ gục dành cho CJ Antus. Thua phao trách này đếm số uầy. Có được con Baron này. Tôi nghĩ là họ có khả năng. Mặt Coco kiểu như win rồi, 3-1 rồi, win rồi, hôm nay win rồi, TPN thôi. Mặt Coco quả lại là win rồi anh em ạ. Marine dịch chuyển ra phía sau, anh ta chặn lính. Marine đang muốn chặn lính để câu giờ. Anh ta dính án tử lần thứ 3 liên tiếp. Và 5 thành viên của bên phía CJ lao vào tấn công Marine. Marine vẫn còn lại án tử. Anh ta dính án tử lần thứ 4 liên tiếp bởi Madline. Hết giáp thiên thần. Chắc chắn là lên bảng điểm số. Cú quét sạch dành cho CJ Entus. Và chiến thắng dành cho họ. Tôi nghĩ là đã có rồi. Spay bật thẳng chiêu. Pelu rồi anh em ơi. Sức chống chịu của Sai và Ambition. Pelu anh em ạ. Hóa ra ngày đó là Pelu. Pelu phán à? Nửa Faker mới ra, nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể cầu được ha. Không CJ. CJ chơi chắc cú. Họ không ăn Baron luôn, họ đi về luôn. Họ chơi một cách cực kỳ. Ok, đặt lính chưa tốt kìa. Lính gần giữa để vào. Họ có hai người làm gì đó, Baron sẽ được ăn bệnh với CJ Tết. Với lượng sát thương mà bên phía. Ờ, thế ra ngày xưa Pelu phán rồi, Pelu phán hơi sớm. Phải là Faker chết chay này. Faker còn cho mình cả chiêu cuối lượng tốc biến và ta nằm số cách cực kỳ nhanh chóng. Hãy nhìn Sai có thể tiếp cận được Faker. Một chiêu cuối tốt đến từ vị trí Coco. Coco có một sát thương rất lớn dùng vào vị trí Faker. Faker mất rất nhiều máu nhưng ta nghĩ rằng mình sẽ hỗ trợ chiêu cuối cho bàn. Và khi đó Sai tiếp cận, Sai hạ gục thành công được Faker. Tiếp tục đó là bàn của Vision. Và dàn phía sau như nói, nó không đủ sát thương để hạ gục Coco lẫn Spay. Và đếm số 60 mấy giây anh em ạ. Bùa lợi Baron đã có dành trên phía của CJ Entus. Một trận đấu mà họ đã rất cố gắng để thể kéo thời điểm hiện tại. Gậy đầu lâu kìa. Chỉ đến từ SKT mà thôi. Nó đến từ bàn, nó đến từ Wolf và đến từ đến chính. Mao Kai bán giáp thiên thần lên gậy đầu lâu. Sau khi mất giáp thiên thần thì quyết định tới Marine đổi đồ. Phải nói là đội hình của SKT họ đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Nhưng họ chính bản thân họ lại quăng. Họ không cho phép mình có được một chiến thắng dễ dàng bằng cách quăng một cách vô cùng khó hiểu. Bây giờ thì lợi thế đã thuộc về VCJ rồi. Đó, bây giờ lượng chúng ta phải nhìn nhận là cái tăng tiến sức mạnh đã tới thời điểm mà CV khi mà cũng đã 6 món sẽ nhỉnh hơn so với Lucian. Tất cả gì CV của Spay cần làm là kích hoạt W lên
và giữ vị trí và lít chuột phải mà thôi, không cần phải làm quá nhiều. Trong khi đó thì sức mạnh của bang đã giảm đi. Anh ta rất tự tin trong những tình huống này, nhưng cả sát thương lại đến từ Coco cũng là rất nhiều. Bây giờ chỉ có sai lầm đến từ CJ mới giúp cho SKT được mà thôi. Hãy nhìn lính ở khu vực đường trên đang tràn vào. Đường dưới là bùa lợi Baron đến từ CJ. SKT không làm gì được cả. Bang đi đang cố gắng. Chưa thua anh em ạ. Từ phía bên hông, chưa lựa được góc nào lâu này. Và bùa xanh không có, nhưng với việc Coco cho mình nhiều trang bị như vậy thì khả năng cái máu của ta rất cao. Mình kia không chăm trụ được. Sự tự tin, nhưng anh ta phải nhớ rằng lượng năng lượng của anh ta cứ liên tục. Ê, Megamit. Không đủ được cái máu đó được nữa. Và bây giờ không còn ai khổng lồ được nữa. Lính nó đường dựa để vào lính siêu cấp. Đường trên là được lính rất lớn. Season ta có bùa lại Baron. Việc của họ chỉ cần chờ đợi mà thôi. Vì khả năng để đường của họ rất cao. Những vị tướng mà họ có, nếu đối phương cứ tiếp tục ở đây, trụ thứ hai không còn nữa. Và khi bắt buộc phải lừa về, mất đi trụ thứ hai, Season tiếp tục để vào cái trụ thứ ba khu vực dưới. Vì lính lấy cái đường còn là đang đẩy. Bên kia phải phòng ngự khu vực đường giữa. Vì nếu đó là bang phải cơ ra phòng ngự, chắc chắn sẽ nó sẽ đẩy liên tục vào. Nhưng bùa lại Baron sắp hết. Chơi an toàn một tí, lùi về một tí, cứ từ từ. Vì một sai lầm rất nhỏ trong thời điểm hiện tại thôi sẽ khiến cho họ trả giá bằng cả trận đấu. CJ không có gì phải vội cả. Chứ ôi giáp kìa. Khi nào Coco hết năng lượng thôi thì họ mới có chuyện phải lo. Còn nếu như anh ta vẫn còn năng lượng thì họ vẫn có thể đẩy được. Bùa lợi Baron vẫn còn. Lính bắt đầu tràn vào khu vực đường dưới. SKT đang nỗ lực phòng ngự. Đường trên là một đợt lính rất lớn rồi, phải có ai đó ra giải quyết đó. Chứ nếu không lính sẽ tự phá cái trụ ba ở khu vực đường trên đó. Ai sẽ là người ra đây? Faker đang là người chạy lên khu vực đường trên. Anh ta chỉ có thể quy rồi nhanh chóng hy vọng trở lại với khu vực đường dưới mà thôi. Thấy Faker khu vực đường trên, CJ đang chờ đợi sai có na khổng lồ. Họ chi tránh cho con xe này và lượng sát thương bây giờ là có di chuyển vào luôn và chống. Ủa trụ bắn tia laser thốn vãi ạ. Sát thương rất lớn từ vị trí Spy cộng với là Coco. Trụ thứ ba khu vực dưới đã có rồi. Và họ có cái nhà lính. Họ phải đợi lính một chút xíu đã, bởi vì bùa lợi Baron hết rồi. Rong thì một phút nữa. Hết Baron rồi. CJ quyết định. Đây là bây giờ ai về nhà đấy nhá. Lùi thẳng về. Lại ai về nhà đấy lại farm tiếp thôi anh em ạ. Thì nó cũng lâu. Lại ai về nhà đấy lại farm tiếp. Nó cũng nguy hiểm. Họ bắt được Marine hay không? Chưa có chiêu cuối Amazon. Marine bị. Trâu lắm. Marine bật chiêu cuối sắc hơn. Ê, cũng không trâu lắm. Tính năng tử bỏ chạy. Spy đang bắn ở phía sau và dàn chắn rất tốt. Chết. Bây giờ giúp cho Spy bây giờ đã có thể bắn được. SKT đang bị ép liên tục. Ambition là người bắt, tốc hủy chỉ rất cao từ Bengi. Bengi làm chậm, hất tung lên 1/4 máu như tóc biển ngay bấm vào lồng đèn. Đó là một cái tóc biển lợi hơn một chút xíu dành cho bên phía của SKT. Nhưng vấn đề là Marine vẫn chưa hồi lại tóc biển. Sai đang cố gắng tích điểm cuồng của mình để có thể có dạng na khổng lồ. Mất dùng 5 xong chiếm mất cái gì cả anh em ạ. Thì cái mất dùng 5 xong chiếm mất Mega đâu luôn. Bang đứng nấp trong bụi bị phát hiện. Đánh cái này bao giờ mới nghe được đây. Băng lên đến từ SKT. Có chiêu cuối của Smay để bỏ chạy. Vinh quá chim kính đến từ boss được dùng rồi và đã trình thủ vừa rồi. Mà bên phía của CJ giờ đánh cũng rất là bị động luôn này. Không mở mà cũng không bốc gì cả được. Marin bị dính án tử. Không biết lần thứ mấy liên tiếp rồi thanh trừng tung ra. Kéo được khoảng chừng 1/7, 1/8 máu của sai thôi. Không quá nhiều ý nghĩa. Coco không có chiêu cuối. SKT đang đánh Baron. Họ quyết định 5 ăn 5 thua trong hôm nay. Họ lao ra tấn công. Họ bắt được Ambition. Người không còn tóc biến. Ambition đang bị tấn công. Vẫn kịp nhấn vào lồng đèn. Và lao lên tới SKT. Bang đang lướt lên bắn. Marine không còn đủ máu nữa. Anh ta vẫn ráng bơi vào. Và đó là điểm hạ gục dành cho Coco. Bang bắn nữa. Bang bắn nữa. Bang bắn rất lực. Anh ta tìm ra được Spy. Nhưng Spy tạm thời thoát được. Double kill dành cho Bang. Có triple kill hay không? Có luôn, bởi vì Sai đang bị làm choáng. Và đó là triple kill dành cho Bang. SKT lợi thế là 4-2. Bang đang có ý định chạy vào khu vực đường giữa, nhưng không có lính, chỉ có lính ở khu vực đường dưới mà thôi. Cho nên thứ duy nhất họ có thể làm. Ủa? Lăng Baron như Coco quyết định. Ủa sao không end đường dưới ta? Lại không? Coco thấy cần lâu quá rồi. Anh ta. Ủa end đường dưới được mà ta? SKT không an toàn vì họ nhận ra rằng ăn. Họ đang chờ xem Coco hồi. Họ biết được Coco còn ở đây. Coco còn rời nha. Họ không có trừng phạt. À có rồi. Bengi về rồi. Bengi tới. Bengi sẽ lùa Coco ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thậm chí à không, họ không bắt được Coco. Faker tăng tốc lao lên như Coco đã bật cú bom nổ chậm của mình và thoát đi. Nhưng Baron dành cho SKT trong một pha giao tranh mà Bang bắn rất ghê. Mấy con Baron này cũng không biết có end được không đây. Tìm kiếm vị trí của Spy và bắn ở dạng tuyến phía sau vì anh ta có cho mình khổng lồ hóa. Với lượng sát thương mà anh ta có, rõ ràng là không thể nào ai đụng được anh ta. Bây giờ vẫn đang đếm số này. Đó là sai. Ủa nãy 4-2 sẽ bot end được không ta? Cộng với lại Bengi. Marine câu CV với Lucian ở CV với Zik. Để Bang tìm được vị trí. Hai con này nó còn sống anh em ạ. Con bùa xanh này. Bang vừa dùng thấu kính vào, có mắt được cắm ở đó. Rồi. Cướp được bùa xanh đến từ phía SKT và hết vừa xanh hết defense rồi anh em ạ. Khả năng phòng ngự sẽ giảm đi rất nhiều đến từ bên phía CG Entus. Và
đặc biệt là Coco với cái trang bị đó, xong kỹ thuật ưu giúp anh ta có khả năng tấn công tốt mà thôi, nên chuyển sang mũi trang bị nào có khả năng khoảng năng lượng tốt hơn. Giờ mua gì nữa giờ? Không lẽ bây giờ là mũi thư? Mũi thư mua luôn. Nó cũng không đem lại quá nhiều, bởi vì cái xong kỹ thuật ưu của chúng ta. Ồ, Crackside ngày xưa đẩy lẻ khỏe chưa kìa? Crackside ngày xưa có chiêu cuối đi đẩy lẻ được trên xong đi TP xuống dưới kìa, ôi dâm vãi. 5 máu, sai. Còn show quay lính ở cánh rất hiệu quả luôn. Ta bắn luôn rồi không có thời gian đợi, nó 3 giây nữa rồng ra. Đường trên lính. Chứ cái tuyến trước của T1 bây giờ yếu quá. Phải nhớ. Không có Mao Ca đánh không nổi. Đang cố gắng án tử trúng vào Bangui. Bangui ngay lập tức chui xuống đất và lao đi. Marine cũng không còn giáp tinh thần nữa, ta cũng bắn. 63 phút. Rồng dành cho bên phía. Thôi xong. Đang lao ra, Bang lao ra, anh ta giật ngược về kịp. Medline là người bật đóng hộp đây, nó lui về. Bây giờ chọn hướng nào. À, ngày xưa kiểm soát mục tiêu kỳ quá hả? Mất mấy mục tiêu luôn. Ồ. Hết luôn, hết luôn. Nhưng họ vẫn có thể, tôi nghĩ. Chờ quay sau, chờ quay sau. Vì tốc biến của họ còn đó. Rồi, họ đang lao thẳng vào một phát. Ê, còn thiếu một chút xíu nữa lướt ở đâu, chơi không? Faker là người dứt điểm cái trụ thứ ba khu vực đường dưới đó. SKT, bùa lại Baron có. Đang chờ lính để tiến. Chưa có Mega được luôn. Bengi tiến lên, mất khoảng chừng 1-4 máu, vẫn còn rất khỏe. Faker còn nửa máu, với nửa năng lượng chứ. Thanh trừng tung ra. Ben vẫn chưa tiến lên, ta bắt đầu tiến lên, bắn vào nhà lính. Rồi, một cái nhà lính dành cho SKT ở khu vực đường dưới. Ben chạy ra khu vực đường giữa, chấp lính luôn, có Faker mà máu rất nhiều. Ôi, không cần lính luôn kìa. Anh ta đem về một cái trụ nữa. Ui. Một phát, ê, nãy giờ cứ thiếu một phát hoài. SKT phải lùi ra. Trụ bắn thốn vãi. Nhiều từ trụ, thêm cả đó, tốc độ bắn nữa và không đủ. Ngày xưa không có lính mà vẫn bắn trụ thốn hả? Bùa xanh, nhưng bây giờ Faker không còn năng lượng được nữa. Lại về. Bùa lẻo đòn vẫn còn đó. Trận đấu rất dài đến thường khi cả hai đội nhưng nó hấp dẫn. Rất hấp dẫn, mà đầu tiên là cái độ tự tin đến từ Bang khi có sự hỗ trợ phía sau. 2015 mà anh em. Đủ trang bị rồi, không còn cái gì để mua được cả. Và cứ thể ở lại đường mà thôi, vì có vì nhà cũng không thể là tiêu tiền được nữa. Bang có khả năng bắn, sát thương ta có. Nhưng ta đang né vô, ta tung ra cú thanh trừng không có sát thương nào cả. Sai chuẩn bị biến thành dạng na khổng lồ. Án tử lại hụt rồi, đó là khoảng chừng ít nhất cũng 7-8 giây khoảng trống. Bạn chưa bắn được cái nhà lính đó một lần cái nào cả. Vì Coco khi có rất tốt và những cú đặt bơ của mình, và khi đó bạn có một di chuyển vào hướng này thì trúng vị trí của Sai. Anh ta phải lùi về sau, hết nạc khổng lồ. Hết nạc khổng lồ. Hết bom. Tới điểm tấn công nhà lính rồi. Bắn chưa được cái nào, một phát. Mới một phát mà thôi, hai phát. Ngồi đếm, ngồi đếm. Lorenz siêu cấp càng vừa rồi. Coco đã quay phòng ngự rồi, bắn thoải mái rồi. Ba cửa cho SKT. Và bây giờ họ bắt đầu trả đường giữa luôn, bởi vì lúc này không còn cái gì để SKT có thể sợ được nữa. Họ đang rất từ từ, họ đang cứ từ từ mà nó chưa có gì phải vội cả, cứ để lính siêu cấp Mega 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 tràn vào. Amazon vừa rồi phải e lăn bụng thoát về. SKT cứ chậm rãi, cứ hết án tử một cái là họ nhích lên, họ bắn một cái. Họ có sự hỗ trợ quá tuyệt vời đến từ những lính siêu cấp ở cả ba đường di chuyển qua như vậy. Họ chỉ việc đợi đối phương phòng ngự có cho mình bùa lại Baron ra ăn ba đường ăn Baron mà. Đối phương không hồi nãy CJ 6 trụ 8 trụ chứ nhầm, không ăn được rồng nhưng mà không ra không được. Ê, nhà lính hồi à? Vẫn còn Thiên Vương Chi không ra không được. Bây giờ Baron cũng đi bùi đứng đợi. Baron 18.000 máu. Tấn công Baron nhưng sát thương là rất lẹ. Baron có rất nhiều máu nhưng tích tắc mà thôi. Nếu CJ vào SCT chỉ đơn giản là lui ra mà thôi. Sai nhảy xuống, Baron không còn nhiều máu nữa. Có Amazon hay không? Không có. Baron dành cho SKT. Sai bị tấn công. Ây à, thiên thần. Lồng đèn xa quá. Cơ hội nào cho họ đây. Amazon cố gắng lao vào. Sai chạy không được, Sai đã phải nằm xuống. Bengi lao tới, Bengi bị đẩy lui ra. Nhưng Marine cũng lao tới, bắt được ai lại. Ben lao thẳng lên bắn, double kill dành cho Ben. Và anh ta bắn thoải mái, anh ta chọn mục tiêu là Amazon. Vỡ trận rồi. Tạm thời thoát được, Ben chọn mục tiêu khác. Spay là nạn nhân tiếp theo. Đó là cú triple kill dành cho Ben. Và Benta kill tôi nghĩ rằng có được đó, nhưng anh ta không quan trọng cái Benta kill lắm. Bởi vì ván 5 quan trọng hơn. À, muốn có Benta kill không được, bị dứt điểm bởi Amazon. Nhưng không còn ai cả. CJ bị quét sạch. Trận bán kết này giữa CJ Entertainment và SKT phải có ván 5 mới biết được ai vào chung kết. Và với cái ván đấu trọng ẩn cuối cùng này, tất cả những con bài ẩn nó phiêu lắm anh em ạ. Cả hai bên sẽ đều được đem ra. Nhưng đây là ván đấu cô ba Faker đã lần đầu tiên có cho mình chiến thắng trước CJ Entertainment trong mùa giải năm nay. Chiến thắng đầu tiên này của anh ta là Carter và Koma. Koma là người đóng góp ban pick về chiến thuật nhiều. Carter ngày xưa kiểu quản lý thôi. Đó là bạn mắc những sai lầm ở giai đoạn đầu, nhưng anh ta chính anh ta tự Coco. Đó
Xem một trận như thế này thôi các bạn. Bắt mình xem cái trận Teddy thì không biết là cái trận Teddy farm nghìn mấy lính đấy là như nào nữa. Xem oải vãi à. Dài thật sự. Mà nó căng anh em ạ. Đây nhà thi đấu của OGN. Và ván 5 thì tất nhiên ai biết kết quả rồi ha. Ván 5 SKT thắng. Sau đó đến trận chung kết thì họ hủy diệt Z Tiger với tỷ số là 3-0. Và bây giờ thì tôi muốn nói là các bạn hãy nghỉ một chút xíu đi kiếm cái gì đó uống, nghỉ một chút xíu và gọi tất cả những người nào quan tâm liên hệ lại, bởi vì đây là ván đấu thứ 5 giữa SKT và CJ. Chúng tôi trở lại trong thời gian sớm nhất. Đến ván 5 thì T1 thắng và họ vào được trận chung kết gặp Z Tiger và hủy diệt Z Tiger với tỷ số là 3-0. Nhưng mà trận chung kết của cái mùa 2015 này này, mùa xuân này này là Faker dự bị 3 trận luôn, 3 ván luôn. Trận đấy là Easy Hun đánh. Tất nhiên là đến VMSI 2015 thì thua Edge Gaming của Po với cả năm đấy thì vẫn vô địch thế giới. Đây là một trận đấu rất dài và về sau thì người ta vẫn nhắc đến cái pha chặn lính này của Marine, bởi vì nếu không có cái pha xử lý nó tinh tế như vậy thì có lẽ là T1 đã không thể nào có được cái thành tích tốt ở giải mùa xuân. Họ sẽ thua ván này, họ có thể sẽ đúng thời điểm đó đếm số như vậy mà không có pha chặn lính đấy thì đã thua rồi. Và thua ván này đồng nghĩa việc thua luôn cặp BL5 này và cũng không có trận chung kết nào cả. Và tất nhiên cũng không có MSI gì cả. Ok, đây là một mùa giải cũng rất đáng nhớ đối với fan hâm mộ FCK. Và ngày đó thì đây là một mùa mà SKT cũng được biết đến là một đội tuyển rất là mạnh khi có Faker nữa. Và mùa này cũng là một mùa mà thành tích vòng bảng của họ chỉ thua G-Tiger thôi. Thế nên là ngày đó thì cũng rất là nhiều người theo dõi. Nhưng mà đánh giá đúng sức mạnh của họ thời điểm đó thì cũng chưa phải là hết năm, khi mà người ta vô địch cái trận chung kết thế giới á thì người ta mới khẳng định lại là thực ra cái đấy SKT rất khỏe. Và trận chung kết thì các bạn biết rồi, đó là một trận mà Easy Hun cũng đánh cực kỳ tốt, cũng như là trận này cũng là một cặp trận mà Faker không phải là Faker có phong độ cao lắm, cũng như cái meta thời điểm đó thì các bạn thấy là pick Lulu như này thì cũng hơi khó để có thể tỏa sáng, và con Lucian mới là con core ở cái đội hình này và đã rất là chật vật để có được cái chiến thắng này. Cảm ơn anh em vì đã theo dõi video clip đến tận bây giờ. Và nếu các bạn có muốn đề xuất một cái video nào muốn mình reaction lại cái cảm xúc ngày đó thì có thể để phía dưới phần comment anh em nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.